Biren thừa nhận Song Kyo là người phụ nữ có 102, bị đồn ngoại tình, phản bội Kim Tae Hee sau 10 năm. Nam ca sĩ diễn viên lên tiếng trước hàng loạt thông tin anh đang bí mật đi lại với nữ góp thủ, có gương mặt rất giống vợ mình, diễn viên Kim Tae Hee. Mới đây, chia sẻ của Biren về Song Kyo trước khi cưới vợ vừa bị cư dân mạng khui lại. Chiều 6 tháng 10, công ty của Ren Company, chia sẻ với tờ IMBC Entertainment. Tin đồn này thật nực cười, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức. Phía Kim Tae Hee cũng bác bỏ thông tin trên và cho biết đây thực chất chỉ là tin đồn. Một thông tin ác ý ngớ ngẩn đã xuất hiện từ hôm qua. Trước đó, tin đồn bắt nguồn từ bài viết của tạp chí Woman Sense. Ngôi sao này có một căn hộ riêng biệt chuyên để hẹn hò với người tình. Anh ta bị vợ phát hiện một lần và từng cảnh cáo nhưng vẫn không sửa đổi. Vợ của anh ta là ngôi sao được khán giả ở mọi lứa tuổi yêu mến với tính cách thân thiện và hướng về gia đình. Cô ấy đẹp và thông minh. Phía Biren và Kim Tae Hee đều nói tin đồn hết sức vô lý nên ban đầu họ không có ý định phản hồi. Tuy nhiên do thông tin lan truyền quá nhanh, cuối cùng họ buộc phải có biện pháp đối phó. Giữa lúc cái tên Biren và Kim Tae Hee là hot search tại nhiều nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại những phát ngôn trong quá khứ của nam diễn viên. Trong đó khán giả truyền tay nhau câu nói từng gây sốt của Biren, thời dính tin đồn phim giả tình thật với Song Hye Kyo. Nam diễn viên từng cho biết mình thật sự khâm phục đàn chị bởi sự chuyên nghiệp có 102 của cô. Cụ thể, năm 2004, Biren và Song Hye Kyo từng có màn hợp tác ăn ý trong phim Full House Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Thời điểm đó, cặp đôi đã tạo nên cơn sốt toàn châu Á vì ngoại hình xinh đẹp cùng chemistry đỉnh cao. Đặc biệt, cặp đôi còn liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nhau từ trước, trong và sau khi phim lên sóng. Chỉ với 16 tập, dự án này đã đưa tên tuổi của Biren và Song Hye Kyo lên tầm cao mới. Không những vậy, vì màn tương tác quá ngọt trong phim, cặp đôi này từng làm dấy lên rất nhiều tin tức hẹn hò. Trả lời một cuộc phỏng vấn của báo giới, Biren cho biết mình phục đàn chị Song Hye Kyo sát đất và cho biết chưa từng thấy diễn viên nào chăm chỉ, kính nghiệp như cô. Hôm nào cũng vậy, Biren luôn nhìn thấy Song Hye Kyo đến sớm hơn một tiếng ngồi đợi trước khi buổi quay phim bắt đầu. Với anh, đây chính là lý do giúp Song Hye Kyo ngày càng nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Nhận xét của Biren về đàn chị nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đa phần công chúng đồng ý rằng mỹ nhân họ Song thật sự là một người kính nghiệp. Họ tin danh hiệu bà hoàng rating cũng từ đó mà ra. Sau nhiều năm kể từ khi Full House lên sóng, Biren và Song Hye Kyo đã gặp được một nửa định mệnh của mình. Đáng tiếc người đẹp họ Song và Song Joong Ki lại đường ai nấy đi, chỉ sau 2 năm kết hôn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trong khi đó, Biren may mắn kết hôn cùng tình đầu Kim Tae Hee và có cuộc sống viên mãn hạnh phúc cạnh hai cô công chúa nhỏ. Biren và Kim Tae Hee đã có một thập kỷ bên nhau, là cặp sao nổi tiếng hạnh phúc của showbiz Hàn, có chung hai con gái, cặp sao thi thoảng trốn con hẹn hò để hâm nóng tình cảm. Trả lời phỏng vấn, Ren từng nói, vợ là mối tình đầu của anh và cả hai sinh ra để cho nhau. Biren là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh từng có tuổi thơ khó khăn nghèo túng trước khi trở thành ngôi sao sáng được khán giả mến mộ. Ngày 24 tháng 4, Ren kỷ niệm 20 năm gia nhập showbiz. Công ty của anh cùng các fan đã có những hình thức chúc mừng đặc biệt. Ren hiện tích cực phát triển sự nghiệp với vai trò đa dạng từ ca sĩ, diễn viên, dancer, CEO của công ty giải trí do anh sáng lập. Gần đây, Ren và Cypher nhóm tan ghi hình một chương trình tại đảo Jeju cùng diễn viên Song Dong-in và Go Chan-sop. Anh còn vừa ra mắt phim mới đề tài y khoa. Hiện tại, vợ chồng Biren khẳng định tin đồn rất vô lý nên ban đầu không có ý định phản hồi. Tuy nhiên, do thông tin lan truyền quá nhanh, cuối cùng họ quyết định có biện pháp đối phó và sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Biren và Kim Tae Hee đã có một thập kỷ bên nhau. Hiện họ đã có hai con gái chung và thường xuyên khiến fan ngưỡng mộ bởi cách họ chăm sóc nhau.